cả trận đấu đã bắt đầu. Trên màn hình của các bạn là màn hình máy của Mr. Tịch. Vâng, đây là kèo 22 sen. Vâng, tôi chưa biết đánh hỗn mãi là chỉ đánh nguyên cung R. Một kèo đấu chạm 2. Đội hình ra quân thì gồm có chú Tiểu và No Name. Chú Tiểu tức Linda, No Name là bố lão. Vâng, anh Tuấn đi cùng đoàn. Bên phía của anh Thịnh là Nick Game TV đánh cặp với, vâng, như vậy các bạn có thể nhìn thấy đánh cặp với Dinosaur. Vâng, đánh theo kiểu Trung Quốc rất dị, xóa ngay bầy hươu đóng chiếc S, rất từ tốn và chậm rãi. Vâng, này thì vâng, Game TV đang bắt đầu đóng bãi quả nhà mình. Vâng, bãi quả chính anh quyết định là ăn hươu trước, sau đó đóng S. Đã có đôi voi rồi, ở hơi xa nhà chính một chút, có những cánh rừng già. Vâng, như anh đóng chiếc S đầu ăn hươu ở một cánh rừng dừa. Vâng, tí thì anh định biểu diễn câu hai voi. Vâng, tôi sợ câu hai voi về ở cái thời điểm này thì không có dân một pi thôi. Vâng, rất bình tĩnh, từ tối mà chậm rãi. Hai con voi đang theo Mr. Thịnh về nhà chính. Vâng, hai hit rồi. Nông dân đâu? Nông dân đâu mà phi? Vâng, quay đầu cả hai con, rất đáng tiếc. Vâng, như vậy là vâng, Mr. Thịnh đã tìm ra được bãi quả phụ. Anh thiết kế ngay một chiếc BG rất từ tốn và chậm rãi. Trận đấu đang được thi đấu ở tốc độ 1.5. Yeah.
Anh ơi. Vâng ơi. Vâng, như vậy là lúc này thì tốc độ trận đấu được đẩy lên 2.0. Anh Thịnh vẫn đang rất miệt mài câu con voi. Về đâu đây? Về S hay là về đâu đây? Anh đã thiết kế chiếc BB rồi. Để đối thủ của anh hy vọng là cô lão Tuấn No Name. Chứ còn nếu gặp Linda chắc là thôi. Điểm số của Tuấn No Name, anh Tuấn No Name đang rất cao. Vâng, hôm qua thì tôi đã vừa, vâng ngày hôm kia chính xác hơn, tôi vừa sắp mặt với tỷ số 5-1 thể loại solo sang trước anh Tuấn No Name. Vâng, mất ngay mấy chục tệ. Vâng, trận này thì anh Seiya hơi dị rồi. Đội quân đối thủ của anh trên góc 12 giờ mà anh Seiya như thế này thì không biết để làm gì đây. Đánh anh phải xây ở chỗ bãi quả phụ. Chuẩn nhất là xây bãi quả phụ. Vâng, lên đời hơi muộn một chút nhưng mà số lượng thực của anh Thích bây giờ thì đang rất nhiều. Các bạn có thể nhìn thấy. Vâng, đóng nhà e như anh Nguyết. Đóng ruộng ở đây thì bị bắn mất thôi. Vâng, bây giờ thì tôi vừa nhắc anh. Anh đã phát hiện ra rằng anh... Vâng, đây rồi. Đây mới gọi là gì. Vâng, đánh được kiểu này thì đúng là chỉ có... Vâng, chỉ có các vô lão mới đỡ anh thôi. Hai nhà ở một phía và ba nhà bè một phía khác. Kiểu này kéo quân thì bá đạo đây. Vâng, các bạn có thể nhìn thấy. Anh đã phát hiện ra rằng mình đã xây nhầm hướng nhà VA. Vâng, cũng hình như là anh lại tưởng nhà đối thủ là nhà của Dinosaur rồi. Vâng, để giải thích cho lối đánh BA của anh Thịnh như này, tôi có thể giải thích như sau. 2 BA anh sẽ dùng để đem công chết nhà Linda bằng 2 BA. Còn 2 BA thì anh sẽ mang ngựa sang để cứu nhà Dinosaur. Vâng, gánh một quả tạ cho Dinosaur rất khó. Phải đánh theo kiểu này thì mới gánh được. Vừa công tốt mà thủ lại hay. Vâng, 5 BA. Vâng, như vậy là dường như chú Tiểu sẽ cùng cánh với anh Thích. Tôi thấy nâu lên điểm số đang tụt đi rồi mà đai so có nhất chứng tỏ đai so đã xuất quân. Vâng, đúng như tôi dự đoán, anh Thịnh vừa xuất quân được rồi, nhà cái là gặp ngay game thủ Linda. Vâng, bây giờ thì anh tạm thời én thôi, rút toàn bộ số quân của mình về nhà. Vâng, gọi hội. Vâng, trên một cung đờ rồi, Linda đang rất gắt gao truy đuổi theo Mr. Thịnh. Vâng, cấy ruộng khá nhanh nhẹt, bây giờ thì đấu quân. Không, cứ nhìn thấy Linda là anh chạy rồi. Vâng, xây nhà như này thì việc kéo quân sẽ rất khó. Gặp nhau. Vâng, bây giờ thì số lượng quân của Linda, vâng, nhìn thấy Mr. Thịnh cái là cảm thấy không ăn được, én ngay. Mr. Thịnh đang rất đông quân. À vâng, Dinosaur lại lên cứu rồi, bắn rồi, vâng, bắt vẩy e, vẩy e.
Vâng, tôi hô vẩy e để đai so vẩy thôi, chứ còn thì để Mr. Thịnh vẩy xong thì không ổn. Vâng, đây rồi, phong cách phát triển bá đạo chính là đây. Tham Lai vẫn đang cân. Vâng, phút 19 nâng cấp chặt gỗ 2, cực kỳ bá đạo. Và thậm chí là còn các bạn có thể biết cái hành động vừa rồi của Mr. Thịnh đóng nhà BC phát triển to. Vâng, bây giờ thì loạn tiễn phân tây, bốn game thủ đang đưa cung R đâm phập vào nhau ở bên nhà của Bô Lão Tuấn. Vừa rồi thì Mr. Thịnh đã tạt cánh đánh đầu, vâng, tạt cánh sang nhà của Mr. Tuấn. Vâng, đây là, xin giới thiệu lại các bạn, đây là kèo đấu giữa Mr. Thịnh đánh cặp với Daiso và Mr. Tuấn đánh cặp với Linda. Lúc này thì hai quả tạ là Daiso và Linda đang phải rất vất vả. Vâng, hai bố lão đang phải còng mình ra để cõng hai quả tạ Linda và Daiso. Vâng, rất vất vả cho các bạn. Có thể nhìn thấy timeline của Mr. Thịnh đang là 48/64. Vâng, sóc 5 nhà VA thì tôi không biết là có đều hay không. Chỉ biết rằng tơn nào là đều tơn đấy. Vâng, đây rồi. Vâng, lúc này thì Mr. Thịnh và Daiso đang ốp vào nhà của màu đỏ, chính là Mr. Tuấn. Linda đang công về nhà của Mr. Thịnh, nhưng Mr. Thịnh đang có khá đông quân thủ nhà. Vâng, vẫn đang rèn giữ chân Linda để cho Daiso thông cánh của mình trước. Sau đó là cùng hai nhà quay lại ốp chết nhà Linda sau. Vâng, Mr. Thịnh vừa nâng cấp đầu ngựa để lấy số lượng ít, địch số lượng nhiều. Vâng, không thể để cho Linda lấy thịt đè người được. Không hề xoắn, Mr. Thịnh đang điều rờ đôi công với Linda. Vâng, huyền thoại Linda, chúng ta có thể rút lui ngay. Vâng, gặp Mr. Thịnh là xoắn ngay. Vâng, rồi anh định vẩy e nhưng không thành công. Vâng, Dương Đông kích tây của Linda là dụ Mr. Thịnh chạy ra khỏi nhà. Vâng, Mr. Thịnh bỏ nhà, bây giờ bỏ nhà đi ăn hoang. Bỏ nhà đi ăn hoang, móc máy nhà Mr. Tuấn, quản lý lại nhà Mr. Tuấn. Để kệ Linda và Daiso đấu nhau thôi. Bây giờ thì hai bố lão đấu với nhau. Thomas.
Có bay quả anh hoang đi. Yeah.